lò phản ứng hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam. Các bạn thân mến, không nhiều người biết rằng Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á có lò phản ứng hạt nhân, và cũng ít ai biết rõ về trình độ của các kỹ sư nguyên tử hạt nhân ở nước ta đang ở đâu so với thế giới. Ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về sự ra đời của lò phản ứng đầu tiên ở Việt Nam, lò phản ứng Đà Lạt. Vào năm 1958, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khi đó đã thành lập một cơ quan có cái tên khá lạ là Nguyên tử Lực Cuộc. Đây là cơ quan chuyên về nghiên cứu kỹ thuật hạt nhân. Và đến năm 1961, Mỹ đã giúp Việt Nam Cộng Hòa xây dựng một cơ sở nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hạt nhân mang tên Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Đà Lạt. Trung tâm được xây dựng tại một khu vực có diện tích 21 hectare bên đường Nguyên tử Lực, phía đông bắc trung tâm thành phố Đà Lạt khi đó. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 1961 và được hoàn thành vào tháng 12 năm 1962. Đây là một công trình do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ hoàn toàn. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cùng các phụ tá chịu trách nhiệm thiết kế công trình. Đến ngày 26 tháng 2 năm 1963, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt Reactor 1 chính thức đi vào hoạt động với công suất định danh là 250 kW. Mục tiêu chính của lò khi đó là nghiên cứu, huấn luyện và sản xuất các đồng vị phóng xạ. Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt là lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của khu vực Đông Nam Á, nhưng ở thời điểm đó không ai biết đến thông tin này. Lý do là nó thuộc hoạt động hỗ trợ bí mật của Mỹ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Vì sao Mỹ lại giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa xây dựng lò phản ứng hạt nhân? Câu trả lời được các nhà khoa học đưa ra là trong những năm 1950, Tổng thống Mỹ Eisenhower có chương trình nhằm phổ biến thông tin về các hoạt động hạt nhân dân sự như sử dụng hạt nhân trong kỹ thuật nông nghiệp, y tế và công nghiệp. Chiến lược này cũng tạo điều kiện xuất khẩu công nghệ lò phản ứng hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân của Mỹ ra nước ngoài. Ngoài ra còn hai nguyên nhân nữa. Một là Mỹ muốn chứng tỏ chính sách hạt nhân của mình không chỉ là đầu tư vào phát triển bom hạt nhân mà còn vì sự thịnh vượng của con người. Lý do thứ hai, đây là cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai khối Đông và Tây. Vì thế, xuất khẩu các lò phản ứng hạt nhân giống như việc xây dựng các thuộc địa công nghệ ở nước ngoài, bởi các quốc gia chấp nhận công nghệ của Mỹ có thể giữ mối quan hệ hợp tác với Mỹ trong nhiều năm và không rời khỏi khối tư bản phương Tây. Tuy nhiên, tình hình chiến tranh ở miền Nam Việt Nam lại khác với ý đồ của Mỹ. Chính vì vậy, trước nguy cơ thua trận, người Mỹ đã cho dừng vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vào năm 1968, nhưng các thanh nhiên liệu cháy dở vẫn còn lại trong lõi lò phản ứng. Người Mỹ lo sợ những thanh nhiên liệu có độ giàu urani 235 dưới 20%, được coi là tiên tiến nhất thời bấy giờ, có thể rơi vào tay Liên Xô. Đến ngày 24 tháng 3 năm 1975, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Henry Kissinger đã gửi một bức điện mật tới Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, ra lệnh lấy tất cả các thanh nhiên liệu ra khỏi lò phản ứng Đà Lạt. Nhiệm vụ tối mật này được giao cho hai chuyên gia nhiên liệu hạt nhân, đó là Henriksen và John Rohan. Ông Henriksen kể lại, chúng tôi được thông báo là nếu không lấy được các thanh nhiên liệu ra khỏi lò phản ứng và mang nó khỏi Việt Nam, thì chúng tôi sẽ phải làm cách nào đó để không ai có thể vào lò và đổ bê tông lên lò. Việc đưa bê tông lên độ cao 20 feet trong không trung rồi đổ nó vào lõi lò là điều không thể. Ý tưởng cho nổ tung lò phản ứng đã được đề cập và tôi còn thực hiện một số tính toán về việc cần bao nhiêu thuốc nổ TNT. Tuy nhiên, sau đó, các quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra quyết định như sau. Nếu để nổ lò phản ứng hạt nhân sẽ dẫn đến sự phát tán phóng xạ và đó không phải là một ý tưởng hay. Cuối cùng, quyết định được đưa ra là phải lấy bằng được các thanh nhiên liệu đang cháy dở trong lò, bất chấp việc các nhà khoa học có nguy cơ cao với việc nhiễm phóng xạ. Thay vì dùng một thiết bị chuyên dụng có thể mất thời gian, những người thực hiện nhiệm vụ phải sử dụng chính đôi tay của mình. Từ đỉnh lò phản ứng hạt nhân, họ hạ một cái móc vào lõi lò và dùng nó nhấc các thanh nhiên liệu từng thanh một. Trong buổi sáng hôm đó, quân giải phóng chỉ còn cách Đà Lạt khoảng 8 dặm. Cả nhóm làm việc đến tận đêm, không rõ họ bị phơi nhiễm bao nhiêu lượng phóng xạ. Rốt cuộc, đến 2 giờ sáng ngày 31 tháng 3, họ hoàn tất nhiệm vụ. Cùng ngày, một chuyến máy bay đã đưa hai chuyên gia hạt nhân rời Việt Nam cùng bó nhiên liệu để tới một hạm đội hải quân Mỹ đóng ở Philippines và sau 2 tháng mới chuyển bằng tàu về đến Mỹ. Sau ngày Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, nhà nước Việt Nam tiến hành thành lập Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt trên cơ sở tiếp quản Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Đà Lạt. Số nhân sự hiểu biết về nguyên tử đã được nhà nước Việt Nam cho đi học ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa từ nhiều năm trước. Điều này cho thấy tầm nhìn xa của các nhà lãnh đạo thời đó. Đó là năm 1977,
Khi bước vào lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt thì chúng tôi rất ngạc nhiên ở cái vẻ đẹp của nó. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất trong lò phản ứng là các thanh nhiên liệu thì đã bị Mỹ rút đi, không còn nữa. Tức lò phản ứng là hiện đó là một cái lò phản ứng nhiên liệu, không có nhiên liệu và không làm việc được. Bên ngoài lò thì ta phát hiện rất nhiều vết nứt. Những vết nứt đó nó cùng theo một phương hướng. Cái điều đó rất là nguy hiểm. Vì nó theo một phương hướng có nghĩa là có một cái gì tác động với nó. Nguy hiểm, cái nguy hiểm của nó là nguy hiểm về phóng xạ. Thì chúng tôi đo phóng xạ trong lò. Đo được lượng phóng xạ cao gấp 1.000 lần đấy. Việc khôi phục lại lò phản ứng hạt nhân của Mỹ khi đó là chuyện không hề đơn giản. Vì công nghệ của Mỹ và Liên Xô hoàn toàn khác nhau. Bản thân Liên Xô khi đó cũng gần ngại trong việc trợ giúp Việt Nam. Trong thỏa thuận giữa Tổng Bí thư hai nước chỉ có nội dung Liên Xô giúp Việt Nam khôi phục lò phản ứng Đà Lạt, tức là chỉ dừng ở mức khôi phục, cho chạy lại như cũ là xong. Do đó Việt Nam phải đấu tranh mãi với Liên Xô mới thêm được hai chữ mở rộng, thành ra mới có cụm từ khôi phục và mở rộng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Đây chính là tiền đề để đưa nhà máy từ 250 kW lên gấp đôi 500 kW. Lúc đó có đề xuất của các chuyên gia Liên Xô là làm một lò phản ứng khác theo tiêu chuẩn của Liên Xô thì lợi hơn, kiểu công nghệ IRT do họ thiết kế và xây dựng cho nhiều nước. Công suất là khoảng 2.000 kW, có ưu điểm vừa rẻ, dễ làm, an toàn, lại thuận tiện, có thể chọn ở các vị trí như gần Hà Nội hoặc Biên Hòa. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn muốn giữ nguyên quan điểm của mình. Cuối cùng, công trình khôi phục và mở rộng lò phản ứng Đà Lạt đã được khởi công vào ngày 15 tháng 3 năm 1982 với tên gọi IVV9. Nhận được cái gật đầu của Liên Xô là chưa đủ, bởi khi đó Việt Nam chưa ký công ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Vì thế chúng ta chưa có đủ cơ sở pháp lý để Liên Xô giúp khôi phục lò Đà Lạt. Việt Nam phải ký hiệp định bảo đảm cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thanh tra để xác thực việc không dùng lò phản ứng này cho mục đích quân sự. Bởi IAEA rất lo sợ trước lò phản ứng bé xíu của Việt Nam được sử dụng vào mục đích quân sự thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Đang làm cái nhiệm vụ khôi phục thì xảy ra vấn đề. Liên Xô không đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục làm cái việc này. Tự vì lò phản ứng Đà Lạt là một cái lò có thể sử dụng được trong quân sự. Nhưng mà Việt Nam chưa ký NPT. Và vì vậy, Liên Xô không có đủ cơ sở pháp lý để làm thành ngực. Thì tổ chức, chính phủ tổ chức ra là 4 tiểu ban. Tiểu ban kỹ thuật tôi phụ trách. Sau khi mà chuẩn bị đi ký thì nhà nước gọi anh Võ Văn Trung, đồng chí Võ Văn Trung đang là đại sứ ở Pháp về Việt Nam để dẫn làm trưởng đoàn đi đàm phán. Khi đó các nhà khoa học của IAEA thường nói đùa rằng chiếc lò đấy chỉ bé như con mèo, nhưng hãy xem chừng nó có thể biến thành con hổ trong tương lai. Sau quá trình đàm phán căng thẳng và chịu rất nhiều nhượng bộ, cuối cùng chúng ta đã ký được hiệp định bảo đảm guarantee. Đây là nhân tố then chốt để lò phản ứng Đà Lạt có thể được tiếp tục khôi phục và mở rộng. Lò phản ứng Triga Mark 2 của Đà Lạt là một cái lò phản ứng rất đặc biệt. Nó được dùng một cái loại nhiên liệu rất giàu urani 235. Chứ đấy là một cái đặc điểm rất là khó khi khôi phục. Ta không có cái nhiên liệu đúng như cái nhiên liệu của Triga Mark 2 cho vào thì phải thay đổi rất nhiều. Thay đổi, tôi lấy ví dụ phải thay đổi cái tốc độ làm nguội. Phải thay đổi. Vậy thì cái hệ thống làm nguội của nó phải thay cái hệ thống khác. Cái việc khôi phục nó rất khó khăn. Thì khi mà bắt đầu vào làm thì phải đo phóng xạ. Thì tiến vào như vậy là phải từ từ đo phóng xạ. Vậy chúng ta phải bơm nước lò ra. Các người phụ trách công nghệ chúng tôi phải bơm nước lò ra. Bơm nước lò ra bắt đầu rất là mệt. Vì mình chưa bơm bao giờ cái hệ thống bơm ở trong đấy. Thì sau đấy chúng tôi làm được cái việc bơm nước ra. Bơm nước ra thì mới cho thiết bị đo phóng xạ xuống dưới để đo. Thì thấy phóng xạ rất cao. Có chỗ 1.000 lần cao hơn bình thường. Có chỗ 50 lần cao hơn bình thường. Nhưng rồi cũng phải tìm cách xuống. Vì không xuống không làm được gì được. Xuống như vậy thì phải tính ra. Là anh phải đến cái chỗ nào mà anh xuống được 2 phút là phải lên. Rồi lại người khác lại xuống 2 phút phải lên. Thì đoàn Liên Xô sang kiểm tra xem những cái nhận định của mình như thế nào. Thì đoàn Liên Xô rất khen. Nói rằng là các đồng chí Việt Nam rất
rất giỏi về khoa học cơ bản, cho nên là làm được việc đó. Và các đồng chí Liên Xô tin cái kết luận của Việt Nam. Công trình khôi phục và nâng công suất lò phản ứng Đà Lạt được tiến hành trong hai năm 1982 và 1983 do các chuyên gia Liên Xô và kỹ sư Việt Nam tiến hành. Và đến ngày 20 tháng 3 năm 1984, lò phản ứng Đà Lạt chính thức được đưa vào hoạt động với công suất 500 kW. Đây là cột mốc quan trọng của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Nó khẳng định các chuyên gia của chúng ta có đủ trình độ để vận hành và quản lý một lò phản ứng hạt nhân. Đó là niềm mơ ước của những người làm hạt nhân trong nhiều thập kỷ, là một bước ngoặt quan trọng của ngành nguyên tử Việt Nam. Điều này chứng minh rằng người Việt Nam ta có đủ năng lực và đủ trình độ để sử dụng, quản lý và sử dụng, vận hành cái lò đó. Đó là những kỷ niệm suốt đời tôi không bao giờ quên. Từ cái vận hành lò Đà Lạt và sử dụng nó an toàn, hiệu quả như thế này thì nó sẽ là một cái bước quan trọng để sau này chúng ta có thể làm những cái to hơn, công suất lớn hơn, sử dụng được nhiều hơn và an toàn. Với câu hỏi là sản phẩm từ lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được dùng làm gì và có thể sản xuất vũ khí hạt nhân được hay không, thì câu trả lời đó là lò phản ứng Đà Lạt hiện nay sản xuất các đồng vị phóng xạ để nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và y tế. Điều đặc biệt là các loại dược chất đồng vị phóng xạ được sản xuất tại lò Đà Lạt có giá thành chỉ bằng 25% so với giá nhập khẩu. Các đồng vị phóng xạ Made in Đà Lạt mang lại cơ hội cứu mạng sống cho hàng nghìn bệnh nhân ung thư. Các sản phẩm plutonium của lò Đà Lạt có thể tạo ra vũ khí nguyên tử, tuy nhiên nếu chạy hết công suất thì phải mất đến gần 100 năm thì mới đủ số plutonium sản xuất một quả bom nguyên tử. Ngoài ra, Việt Nam đã ký với IAEA, Mỹ và Nga về việc từng bước trao trả, vận chuyển về Nga các tên nhiên liệu có độ dầu cao. Vì vậy, đến nay lò phản ứng Đà Lạt của Việt Nam vẫn chỉ hoạt động vì mục đích hòa bình và phi quân sự. Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành xây dựng lò phản ứng thứ hai tại Đồng Nai với công suất khoảng 15 MW. Rất có thể trong tương lai không xa, lò phản ứng Đà Lạt sẽ được đưa về trạng thái nghỉ hưu. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.